Cháu chào bác ạ. Chào con muốn hỏi gì con hỏi. Cháu tên là Thủy, cháu ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin bác cho cháu hỏi một số câu về người tu thiền tông, xin bác giải đáp giúp cháu ạ. Rồi, cháu hỏi đi. Dạ thưa bác, cháu muốn tạo công đức trong sáng, vậy cháu phải làm như thế nào ạ? Cháu muốn tạo công đức trong sáng đó, thì cháu tạo mà đừng có suy nghĩ gì cái vấn đề mà mình tạo công đức hết. Mà đừng có, ví dụ mình chỉ làm sao giúp người ta hiểu được cái này thôi. Chứ đừng có cái mà đưa một cái kiến chấp gì vào trong cái tạo công đức của mình, gọi là trong sáng. Khi cháu mà tạo mà có, cháu không có một cái kiến chấp gì đó, thì ông thần rất nể con nha. Nói là cái người này tạo công đức rất đúng, thì cái người này chắc chắn là ông được cho ưu tiên về Phật giới. Còn những người nào mà tạo công đức mà lem nhem thì chắc chắn ông coi chừng. Nếu nặng quá ông đóng cửa luôn, ông cho về. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, theo đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam là nói gì thưa bác ạ? Đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam là nói bất cứ gì cũng bằng khoa học. Từ con người, hình thành thân con người cũng bằng khoa học. Từ tánh người cũng bằng khoa học. Hình thành trái đất cũng bằng khoa học. Thấy không? Gọi là Đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam. Việt Nam là tại vì cái pháp môn này nó công bố ra tại Việt Nam, thì mới có thêm là Đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác cho cháu hỏi câu thứ ba. Thưa bác, có nhiều thầy giảng đạo Phật rất hay, nghe rất du dương và êm tai, vậy muốn biết người thầy này đó dạy đúng sai thì phải tìm hiểu như thế nào ạ? Đạo Phật là nó có hai cái danh từ giác ngộ và giải thoát. Nghĩa là nói gì nói nhưng mà xoáy vào trong cái danh từ giác ngộ và giải thoát là đúng. Còn nói về cái chuyện khác là không có đúng, thấy không? Ngoài ra hai danh từ giác ngộ giải thoát mà không nói thì nói cái chuyện khác là nói là cái chuyện người ta gọi là ông thầy giảng tào lao, không có đúng. Đạo Phật duy nhất giác ngộ giải thoát, có nhiều đó thôi. Anh biết thì giảng, không biết thôi. Còn cái chuyện mà anh kể chuyện trên đời hay chơi vui này thì đi lên nhớ là đi vô sân khấu cho mẹ ở cái chùa hoặc là nơi cái giảng đường của cái đạo Phật, thấy không? Đúng sai là cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, cháu ngày nào cũng cúng Phật, vậy Phật ăn được không ạ? Thưa bác, con suy nghĩ sao? Ông Phật ra đời, ông nói là nơi trái đất là ngũ thú tập cư, thần người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, cúng ai ăn? Ông Phật, con suy nghĩ, ông Phật đâu phải đói lắm mà có nhiều con cúng cái gì giờ? Con một lời chuyển con một chút xíu cũng. Ông Phật bây giờ ông Phật là người toàn giác. Bây giờ ta đã về Phật giới, ta sống với cái môi trường của điện từ quang, không còn sống với cái môi trường của điện từ âm dương nữa, mà cúng cái gì? Ông Phật đến đây dạy biết rằng năm pháp môn tu để luân hồi năm pháp môn, một pháp môn trở về Phật giới. Ông có dạy vậy thôi, gọi là lục diệu pháp môn. Muốn tu theo cái nào đi, cái nào nó cũng có thành tựu hết, gọi là lục diệu pháp môn. Thế đâu Phật đâu có ở đây mình cúng cho ông ăn, thấy không? Ông muốn đến đây là ông phải phân thân là hình bóng thôi, chứ làm sao ăn? Hình bóng làm sao ăn? Ăn phải là một thực thể. Nhưng mà thế giới vật lý âm dương mới ăn, còn thế giới điện từ quang có một cực không ăn, chỉ có sự sống biết vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, cháu cầu nguyện Phật cho cháu không bị tai nạn, có được hay không ạ? Cầu nguyện ông Phật thì là ông Phật, ông đâu có đây mà cầu nguyện. Cầu nguyện á là thì nó ship vào ở thế giới này là do thánh. Con cầu nguyện đạo thánh được, thánh giúp con với điều kiện, không phải là đơn giản em phải nghe lời ông giúp. Ông thấy con ngày mai là bị cái tai nạn đó, nhưng mà ông cầu nguyện ông giúp cho nó thoát mà. Để chi? Để củng cố sự tin tưởng về sau con làm đệ tử thánh. Nên nhớ rằng thế giới vật lý này được,
Giống như thế giới vật lý này, con có tiền nhiều, người ta xin tiền con cho. Để chi? Cho để là cảm ơn ta là kêu con người, nghĩa là bố thí giỏi hay là bố thí hay vậy đó. Con cũng được cái danh, con bố thí cũng cái danh. Thì ông Thánh cũng vậy, ông Thánh giúp con được là để gì? Ông củng cố cái danh của ông này, để cho cái đạo của ông nhiều người đến. Thánh cho được chứ không phải không. Nhưng mà còn cái sâu xa đó, thí dụ là Thánh mình giúp con về cái phước đó, thì sao? Ở trong túi con có 1 triệu đồng á, rồi con xin ổng trăm gì, ổng móc túi ổng đưa cho con, ta mà ổng đưa cho con đây, Thánh cho con tập này. Chứ sự thật cái trong túi con mất hết 100, nó còn có, nó còn 1 triệu, nó còn có 900 à. Đó là cái thuật của ông Thánh, ta gọi là người người có thần thông mà, Thánh là phải có thần thông. Kể cả trong tủ con ổng cũng lấy được, thấy không? Mình phải hiểu cái thế giới này. Cầu nguyện thì được, nhưng mà cầu nguyện với Thánh. Nên nhớ thế giới này chỉ có Thánh thôi, chứ không ai, ông thần còn không cho con được, thấy không? Duy nhất chỉ có Thánh. Còn Phật thì thôi, Phật thì dạy giải thoát trên thế giới này. Phật tiên thánh thần, Phật tiên thánh thần, ba cái kia gọi là tam giáo đồng nguyên, một người lập ra, một ông Thánh lập cho ngài đó. Thì ba đạo này là một, nhưng mà nó đi ba nơi, nó dạy đi ba nơi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, ngày nào cháu cũng lạy Phật 500 lạy, vậy cháu lạy Phật như vậy có được công đức hay không ạ? Cái đó con lại được 500 lại thì có đức, mà đức còn sống, đức còn sống. Lại quá rồi nó mệt rồi, đức còn sống con làm gì có chuyện công đức. Công đức là giúp người ta giải về Phật giới. Còn lại 500 lại là của mấy cái ông bài đặt ra chứ làm gì lại. Đức Phật ổng nói là thấy ổng còn giết ổng á. Thấy không, trong kinh nói đó là gặp Phật giết Phật mà ổng lẽ dời lại không? Con làm chuyện đó là thiên hạ cười. Nãy có nghe thiên hạ cười chưa? Ông trời trên trời xuống cười. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, tu thiền tông có dễ không ạ? Tu thiền tông á, tu thì rất dễ, nhưng mà về Phật giới rất khó. Nên nhớ tu thì rất dễ. Tu thí dụ vô con tu thiền tông là tặng sách này kia nọ, con nói vậy nhiều lắm được, nhưng mà về Phật giới không được. Cái tu thiền tông không về Phật giới được, mà hiểu thiền tông về Phật giới được. Không phải hiểu cái căn bản nó vậy, thấy không? Nhớ là tu không về Phật giới mà hiểu về Phật giới. Đây là cái bí kíp của thiền tông, hé cho con biết một chút gì đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, người tu mà muốn nối tiếp dòng thiền tông thì phải làm sao ạ? Bây giờ muốn nối tiếp dòng thiền tông á, thì cái tiêu chuẩn đầu tiên là giống như Mahakajip. Là sao con biết không? Phải kiến tánh. Tu thiền tông không kiên tánh thì nối tiếp dòng thiền tông không được. Nối là nối dòng thánh thôi chứ không có dụ thiền tông được, phải không? Tu nguyên tắc nó là vậy, phải không? Tu thiền tông nối tiếp dòng thiền tông phải kiến tánh. Kiến tánh dòng Ma Ca Diếp thì được quyền trao cái này. Còn nếu không có kiến tánh thì thôi, vô đó là bị mấy cái ông thánh ông lừa mình thôi, phải không? Chứ làm gì có cái chuyện đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, bác cho công bố huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông để làm gì ạ? Bác đâu có nói cho công bố huyền ký. Cái nào, giáo lý phải huyền ký? Huyền ký ạ. Huyền ký là công bố pháp môn thứ 6. Huyền ký là công bố pháp môn thứ 6 của Đức Phật, để cho đạo Phật có đầy đủ 6 pháp môn tu. Có vậy thôi, mục đích nó là vậy thôi. Vì đạo Phật có 6 pháp tu mà 5 pháp môn thời Đức Phật còn tại thế, thì ổng nói rồi, còn cái pháp môn thứ 6 này ổng phải cho đi bí mật trường đi, đến đời người dân minh lên cao mới được công bố ra, gọi là công bố pháp môn thứ 6 nằm trong cái quyển huyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng thiền tông. Đó là vậy. Rồi con hỏi tiếp. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, cho cháu hỏi câu thứ 10 ạ. Thưa bác,
tại sao chùa Thiền Tông Tân Diệu không thắp nhang hàng ngày ạ? Thứ thắp nhang này con phải biết là thắp nhang thì con phải cầu khẩn cầu nguyện cái gì đó. Nhưng mà thế giới này cầu ai? Vì thế cầu không cầu không cẩn ai, vì thế mà không có thắp nhang. Thấy không? Tại sao chùa Thiền Tông không có thắp nhang? Thế thắp nhang phải cầu khẩn. Nhưng mà thế giới này không lẽ mình giờ là cầu ai? Nếu cầu thì phải thắp nhang. Còn không cầu không thắp nhang. Cầu cái chùa lập ra để mà làm cơ sở công bố quyền ký và nơi nối tiếp dòng Thiền Tông để truyền thiền cho hậu thế. Con phải hiểu cái chùa Tân Diệu nó có hai cái nhiệm vụ này thôi. Rồi rảnh thì người nào họ thắc mắc lại hỏi, người ta trả lời cho nghe thôi. Chứ hoàn toàn nói nhớ là Thiền Tông không được giảng. Chỉ con thắc mắc trả lời, bác trả lời cho con thôi. Hoàn toàn không có giảng cái gì trời ơi. Thấy không? Muốn biết mười mấy quyển sách ra coi. Rồi mai mốt người giáo lý nó có đem về coi. Rồi, giáo lý mà đưa ra rồi thì con sẽ trở thành người toàn giác, biết hết cái gì cũng biết hết. Không? Rồi con hỏi tiếp. Dạ cháu cảm ơn ạ. Dạ thưa bác, sao cháu thấy có nơi họ có bài kinh sám hối giống như của bác nhưng không đúng ý của Thiền Tông thưa bác? Thế này nói thì nó không có cái đầu có đuôi. Cái Thiền Tông này nó chính thức đến cái tỉnh Long An 1950. Thì bắt đầu mẹ của bác á, thì cất cái chùa từ lúc đó luôn. Nhưng mà không có ở chùa, không, vẫn làm ăn ở Sài Gòn. Khi tới cái tuổi mà đến 1956 mới về thì có cái chùa, nhưng mà cái chuyện này nè, bác nói nó nếu mẹ giao cho con công bố này thì cái chùa phải có giấy phép, tượng Phật cũng phải có giấy phép. Vì thế mà hai cái giấy này nó mới sinh sao để chi nó bác mới giữ tới ngày nay nó còn, nó có chỗ đó đó. Thành ra cái ý con hỏi là cái gì? Dạ con hỏi là cái bài kinh sám hối á. À thôi được, nhớ rồi. Bài kinh sám hối này nó có hai cái tác dụng. Một là đọc để cho người ta cảm ngộ được cái tánh Phật người ta, người ta tu theo Thiền Tông. Thứ hai là nó xua tất cả các vị thánh mà yếu yếu á, nó không dám lại gần. Thấy không? Nó có cái hiệu lực vậy thôi. Nhờ cái bài kinh sám hối này mà người nào mà họ bị âm nhiều quá đó, con đọc tự nhiên mấy âm nó không dám lợi, nó có cái lợi này nè. Rồi thứ hai nữa là nếu mà con làm, nếu trong nhà con mà nó âm quá thì con mở cái này ra tự nhiên nó cũng hết. Thấy không? Đây là cái cách đối trị của loài âm. Vì thế giới này là loài thánh mà âm á là tôi gọi là thập loại của hồn, 10 cái loại của hồn nó sợ cái này, cái bài này. Thấy không? Cái ý đó còn không? Dạ, con còn ạ. Trong nhà cho con hỏi bác là trong nhà con có người mới mất ạ, thì con muốn mở cái bài kinh sám hối này với an vị Phật, với báo hiếu sám hối năm tội để suốt ngày như vậy thì có tốt không ạ? Cái này đó, nó có hai cái dạng. Một là con nghe con cảm ngộ được, hai là cái cõi âm mà nó nghe được, nó theo. Nếu nó nghe nó cảm ngộ được con có công đức á, nó chinh ông thần trở lại làm người để tôi tu Thiền Tông này. Thấy không? Bởi vì cái Thiền Tông này bây giờ nó mới rồi, nó phát thịnh hành thôi, nó sẽ chấm dứt vào 100 năm sau. Thì những người này còn trở lại 20-30 tuổi, họ nghe họ tu được. Chính những cái bài mà con không lại mà con tạo được cái kiểu này là con tạo công đức vô hình. Mấy cái người vô hình họ nghe, tự nhiên họ trở lại làm người. Cái trả lời người con có một công đức rồi đó. Mà nếu họ hiểu được này, họ nhập được một cái này đó, thì con có hai. Đó. Nó rất tốt cái bài này. Nhưng mà nên nhớ một điều á. Nếu mà con ở nhà gần mà cái nhà kế bên nó thấy nó chửi con, tự nhiên nó không nghe vậy mà nó nghe cái tới nó chửi, nó nghe. Con phải để ý chỗ này chứ đừng nói là ta vô cớ ta nói mình, không phải đâu. Như thế nào tự nhiên nó ghét mình vậy thôi. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, khi một người chết, trung ấm thân của người chết đó hình thể như thế nào ạ?
Cái trung ẩm thân này nó bị biến chuyển theo cái nghiệp của mình. Thí dụ con biến chuyển, con tái sanh làm người thì con sẽ giống như cái hình con người. Còn nếu mà con biến chuyển thành cõi tiên, cõi trời thì nó biến chuyển là cái hình của con người nó đẹp hơn. Còn con này con kia thì mang y chang y con đó đó. Thứ nhất là để ý mấy cái người mà sát sanh nhiều đó. Chết vừa còn một hai ngày nữa chết, cứ thấy con này con kia chắc chắn 100% phải vô, phải không? Còn nếu mà xuống địa ngục thì giống cục than, khỏi thấy hình gì, thấy cục than đen thùi, nó lăn à, bắt đầu nó lăn. Thì ông thần có bổn phận là đá một cái nó lăn, nó rớt tới cái tầng nào là do cái nghiệp của người đó, phải không? Nằm ở tầng nào thì theo cái nghiệp đó. Đó, rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, tu thiền tông được lợi ích gì ạ? Tu thiền tông thì trước mắt mình không có mê tín. Đặc biệt trước mắt không thể tính. Đặt rồi cái gia đình mình lo, tổ quốc mình lo. Ba cái này là căn bản của cái thiền tông, không có gì khác hơn. Tất cả các đạo trên trái đất này không ai hiểu cái mê tín là gì, thấy không? Mà tất cả những người mà tu theo các đạo thánh, cứ lo thánh, lo lại thánh, cái nhà bỏ. Tất cả người lo đạo thánh mà nếu mà có ngoại bang nó xâm lấn, cầu nguyện thánh giúp đỡ, được không? Ở châu Á mình nó có một nước, ngồi thiền để mà ấy, sau cùng mất mẹ nước, rồi đi chạy. Đó, cũng cầu nguyện thánh, cứu nổi không? Thế giới này, quân sức mạnh là thần, đi thánh đâu sợ thánh. Thánh né đó, chứ đừng có nói cầu thánh, xin lỗi gặp thần rồi thánh chạy, chứ đừng cho mình. Không? Vì thế mà tu thiền tông phải gan dạ. Có gia đình lo tổ, gia đình có tổ quốc rồi tổ quốc. Là không có mê tín cái gì hết rồi, cái gì phải hiểu. Trong thế giới này, cái hình thể mà hữu hình vô hình đều biết hết. Thì hoàn toàn không mê tín cái gì hết rồi. Thì con người gọi là, có người tu thiền tông gọi là con người siêu việt, mà phải cho đúng nha. Chứ còn siêu việt mà sai chút nó bay mất luôn, nó bay đi chỗ khác. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, người tu thiền tông mà làm đủ chuyện để có danh, có trở về Phật giới được không ạ thưa bác? Tu thiền tông mà mình ham danh thì cái cửa về Phật giới đóng, nó hàng. Nó hàng sắt, nó hàng 4-5 lốp khỏi về. Chỉ cần có một ý niệm thôi thì cái cửa về Phật giới vẫn đóng. Vì thế giới cái cửa này là gì? Mai mốt con sẽ để ý tới cái chuyện mà giữa đối đáp giữa cái ông thần thừa hành này, quản lý một tánh Phật. Nó cái đó nó lạ lắm. Thấy không? Chứ không phải đơn, chứ không phải mà thần chủ thế giới giao cho thần phụ tá. Thần phụ tá là phụ tá 4 cái dòng tộc á. Rồi khi được rồi giờ gia đình thì ông thần phụ tá này nó mới giao lại cho ông thánh quản lý. Ông thánh quản lý trước khi quản lý ông á, tôi phải nói hết cho ông nghe, thấy không? Ông chịu không thì tôi mới làm, mà chứ không phải tôi quản lý ông rồi đưa ông tôi quản lý liền, không phải đâu. Phải đặt điều kiện với ông này nè, đặt điều kiện với tánh Phật rồi con sẽ nghe được cái đoạn này à, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi bây giờ tôi quản lý ông á, mà nếu mà sai sao đây, tôi thực thi nhân quả, không có nể, không có cúng tôi nha. Vi phạm gì tôi thực thi cái này, tạo công đức sáng tôi cho về, thấy không? Còn không ấy thì đúng là đúng. Trước khi mà tánh Phật mà bị ông thần quản lý thì hoàn toàn phải đặt điều kiện hết. Tôi quản lý ông phải tuân thủ tôi à, phải không? Chứ không phải đơn giản đâu. Vì cái này để mai mốt rồi có gì tôi nói cho nghe riêng. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, người tu thiền tông mà nài nỉ người khác tu có công đức không ạ thưa bác? Làm sao con? Dạ người tu thiền tông mà nài nỉ người khác tu. Nài nỉ ha. Dạ. Cái này là ác đức. Con nên nhớ rằng cái người mà con gặp người ta mà năn nỉ cái này, nó có hai cái trường hợp. Một là con chết bất đắc kỳ tử. Nài nỉ mà cái người mà bình thường không sao,
là nghĩ mà cái người mà người ta đã có cái lực thánh rồi đó, nó giết còn. Vì thế mà thường thường tại sao mà cái người tu thiền tông mà bây giờ tôi nói là có mấy chục người đụng cái xe vô trong cái cột điện để vô cái này đó. Chạy nương ngon lành vậy đó, đụng vô cái trụ điện rồi sao? Rồi nó không nói sâu được. Nó này nãy là nãy nãy sai chứ. Tất nhiên là mình phổ biến cái chỗ không đúng. Trên thế giới này, bất cứ con người nào, nếu anh đã tu thì anh phải bị thánh quản lý anh. Tất cả trường hợp mà cái ông Phật ra đời thì ông mới nói được cái này. Chứ còn tất cả những người tu trên trái đất này do thánh quản lý hết. Ta đang rẽ về con đem thiền tông vô con nói là gì? Mày phá tao, tao cho mày chết trước. Thì có gì? Con đường chạy thay xe tự nhiên con mất cái phương hướng đi rồi con đụng đâu con đụng đó. Hoặc là có ai ngăn cản con á. Thấy trước rồi con chướng ngại vật. Thì con phải né gì? Ai về né vô cái trụ đèn hoặc là cái gốc cây. Nó có chỗ này cứ nguy hiểm, thiền tông nó nguy hiểm ở chỗ này đó. Thành đã tu thiền tông phải cho kỹ cái chỗ này. Bởi vì tu thiền tông, muốn tu thiền tông phải nghe cho hết, thắc mắc cái gì phải hỏi cho hết rồi ta chỉ cho mình. Chứ đừng có nhào vô thấy mới bữa trước bữa sau hay quá, cái đi khoe tùm lum tà la là chết. Khoe mà trúng gặp cái ông thánh, cái ông người đó mà ông thánh quản lý lớn đó, thì ông đập mình chết liền. Thấy không? Rồi có hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, người tu thiền tông mà không tìm hiểu kỹ mà nhào vô tu liền, kết quả như thế nào ạ, thưa bác? Cái này là bởi vì con nên nhớ là cái con người mình là nó có cái kiến chấp về cái tham. Mình không tìm hiểu kiểu mình cũng có khả năng mình vô được không? Nếu không được thôi đừng có vô. Chứ bởi vì tôi nói tu thiền tông giống như đi máy bay à. Tới đích thì tới, còn không tới thì phải rứt, thì chết chứ không có gì trở về nhà. Thấy không? Thiền tông giống như đi máy bay. Một là tới điểm, hai không có thì chết chứ không có về nhà. Còn tu mà tu vật lý thì còn thể về nhà được. Trường hợp tu vật lý mà mình lừa gạt người ta thì đi luân hồi vào cái trả nợ. Còn nếu không ấy thì cứ trở lại tu mà cứ gõ mõ tụng kinh hoài đó. Cứ trở về nhà sống tiếp tục lớn tu tiếp. Tu như vậy là ba lần vô số kiếp. Cũng chưa biết Phật chứ đừng nói thành Phật. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, cháu thấy hiện nay có rất nhiều huynh đệ tu theo thiền tông. Vậy làm sao cháu biết được người như thế nào là tu đúng, người như thế nào là tu sai pháp môn thiền tông của Đức Phật dạy? Xin bác giải thích giúp cháu ạ. Thế này là ăn thua con phải tiếp xúc với người đó. Tu thiền tông thì cứ biết tu thiền tông, chứ đừng có giải bất cứ cái gì hết. Là người ta nói ra cái gì cần thì người ta nói, không cần không nói. Thấy không? Mới tu thiền tông đúng. Tu thiền tông một cái lép bép hoài là coi chừng. Là chắc chắn 100% là sai. Thấy không? Chứ ví dụ còn 5-3 người vô tu, có cái người đó cái đầu ta cứ nói tới thiền tông hoài. Trật là không đúng. Còn ví dụ cần nước thì phải nói, còn không cần thì thôi, không cần khi nào đi nói tầm bậy tầm bạ. Tu thiền tông phải vậy, phải nghiêm túc cái phần này. Còn con không nghiêm túc phần này thì không tu thiền tông được. Nào, rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ, thưa bác, tại sao nhiều người tu thiền tông sai là lý do gì ạ, thưa bác? Tu thiền tông sai là do cái tưởng và kiến chấp. Họ tưởng họ hiểu vậy là họ giỏi à, thì nó sai. Chết là chết vô cái kiến chấp và tưởng. Đó là sai chỗ này. Thấy cái tưởng mà đưa vô là hoàn toàn sai. Bởi vì thế là, bởi vì ta nói là sao? Anh phải là minh tâm kiến tánh. Anh phải cái tâm anh thật sáng. Anh sẽ thấy được cái này thì anh mới tu được cái thiền tông này. Còn anh không minh tâm kiến tánh, cái kiến tánh mà minh tâm nó khác, còn cái kiến tánh bình thường nó khác. Kiến tánh bình thường nó giống như một vị Phật vậy, giống nhỏ đâu. Còn minh tâm kiến tánh là nó nhờ cái công đức nó đưa cho mình thấy thôi, chứ sự thật nó thấy trong chớp nhoáng rồi nó mất. Minh tâm kiến tánh Như Lai
thoát dòng đau khổ ra ngoài trái quan là nó rất ngắn, nó ngắn. Là biết vậy thôi, rồi mới trở lại đi theo tương tự quy luật vật lý của nó mới đi ra được. Thấy không? Còn nếu mà con tu không hiểu cái này thì tu sai hoàn toàn, 100% tu thiền tông bị sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, vậy người tu thiền tông mà sai thì họ đi về đâu ạ? Tu thiền tông thì nó có mấy đường. Nếu mà ép về thiền tông thì xuống quả ngục. Mà sai lợi dụng thiền tông để mà dụ lấy tiền người ta thì làm thực vật. Nghe không? Còn tu thiền tông mà nếu mà không hay vô hai cái dòng này thì con phải vô dòng thánh. Thánh giúp con. Vô đó nó không bị nhân quả. Con phải né vô cái chỗ này. Mình nên nhớ là vô dòng thánh là khó ra lắm. Nghe không? Vô cái nghiệp thánh là rất không thể ra được. Hy hữu lắm. Hy hữu lắm mới ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, người tu giải thoát mà không giải thoát được thì không trở lại dòng tộc được, cớ sao lại như vậy ạ? Bây giờ đó, tu theo nhân quả đó thì nó có mấy đường đi. Con đến được đó lên thì đến, còn không được con trai đi dòng tộc, dòng họ. Nhưng mà nói dưới một điều, con đừng có tạo nghiệp nha, thì con trả lại dòng gia đình được. Còn nếu con tạo nghiệp rồi thì con phải theo cái nghiệp, bị thần thực chi nhân quả bằng cái nghiệp. Còn tu thiền tông thì nói rồi, đi máy bay không có vụ trở về nhà. Đi hai, một là tới nơi, hai là rớt ba cái chỗ nãy nói, biển, núi non, sông hồ, rừng rậm gì đó. Đi vô ba cái chuyện này thôi. Bởi vì thiền tông nó cực kỳ khó chỗ này, chứ không phải đơn giản đâu. Mà con nhớ rằng, ông giữa hợp đồng với ông Thánh và ông Phật, tôi cho có 5% về thôi đó. Vì hai người này cũng tranh luận dữ lắm á. Tôi nói một vị Phật ra đời không thể không đem người về được, và ông tính sao? Thì ông Thánh, ông nói sao tôi cho ông 5% thôi, tôi không cho hơn. Thì sao cũng vậy, thì ông Phật, ông nói là nhiệm vụ một vị Phật ra đây để mà dẫn người về, mà tôi không có dẫn người nào thì làm sao được. Thì ông kia mới cho có 5%. Vì cái số ấn định này 5% là cái chỗ hợp đồng giữa Thánh và Phật. Nó mới có ra cái chữ con số này, chứ không phải ai bị đặt cái này đâu. Thấy không? Vì thế tu truyền tông phải tuân thủ đúng, còn không đừng tu. Thà mình tu cái gì tu. Mình ở nhà mình cứ gõ mõ tụ kinh hoài đi, đừng có lấy ai đồng nào hết. Rồi cái năm, cái đời sau cũng vậy, cái đời nữa ba lần vô số kiếp vậy, cứ tu hoài. Rồi nó sẽ lên 5-10 lần, 200-300 lần gì kệ đó. Liên tục tu, tu là ông thầy tu. Cứ mà muôn đời ngàn kiếp vẫn là ông thầy tu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, tại sao người tu theo quy luật vật lý mà không chứng không đắc lại trở lại dòng tộc được ạ? Không chứng không đắc, bởi vì nó nói là trả lại dòng tộc được là cái, ví dụ con tạo về con lừa người ta thì con đi làm thực vật sẽ vô dòng tộc được. Thấy không? Còn con lương gạt bất cứ gì nó theo nhân quả, còn nếu không thì con phải về dòng tộc chứ đi đâu? Con dòng tộc để gì? Là dòng họ để gì? Để gì? Để tái sanh làm người nữa. Đó. Nếu mà con tu theo đạo Phật mà con cầm phước mà con không muốn đi đâu thì con về ở dòng tộc làm người khá chút, từ từ nó giàu lên. Đó. Còn nếu mà con vướng vô về nhân quả thì con phải đi theo cái nhân quả, không thể dạy gia đình được. Đó. Bởi vì mới tu vật lý thì nó có 5 con đường đi. Còn tu thiền tông thì còn duy nhất có một con đường đi. Còn đi không được thì nó phải đi những cái nơi nào mà nhân quả nó đã quy định. Quy định nhân quả thế giới này, nhân quả quy định thế giới nó có cái quy định của nó. Ví dụ con lừa gạt người ta thì ông thần phải thực thi nhân quả bằng cách là con phải trả nợ cho người ta. Đó, thì con phải đầu thai là cái gì đó, trả nợ cho người ta. Nó có cái quy luật của nó chứ không phải không. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, tại sao có người tu theo quy luật vật lý mà không trở lại làm người được, là sao vậy ạ thưa bác? Thì tu vật lý mà không làm người đi lừa gạt người ta. Con không biết giải thoát mà cứ đi giải hoài, rồi người ta đóng tiền con sao? Đóng tiền thì con phải đi làm qua báo.
Còn ít thì còn phải đầu thai là cái người mà về sau phải trả nợ cho người ta, người này nè. Chứ đâu phải đi giỡn đâu. Thế giới này không có. Thế giới đã thế giới nhân quả thì nhân quả lớn nhỏ gì cũng phải đúng theo quy luật của nó. Không cách nào thoát ra cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, vậy những người này sẽ đi về đâu sau khi chết ạ, thưa bác? Những người này đi theo cái nhân quả người ta làm. Nếu mà ta không làm theo tạo nhân quả để trả quả thì ta trở lại dòng tộc, dòng họ để đi theo cái làm vợ chồng con cháu liên tục như vậy thôi. Bởi vì muôn đời ngàn kiếp vẫn là trong dòng họ, dòng tộc. Mà bây giờ thí dụ con tu mà lên cái cõi trời thì con muốn trở lại, con phải trở lại dòng tộc trước. Nói là dòng tộc ơi, tôi lên trời tôi hưởng về, tôi trở lại cho tôi gì, trở lại gia đình nào mà tiếng nghiệp, ta nói đó mày cái nhóm gia đình này nè, tao mày vô đó để trả nhân thì tiếp tục được. Nó có cái phân định của cái thế giới gọi là thế giới nhân quả, nó có cái phân định chứ không phải là không. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ bác cho con hỏi câu thứ 25 ạ. Dạ thưa bác, lý do gì 100 người truyền bí mật thiền tông mà chỉ có được 5 người trở về Phật giới, còn 95 người còn lại đi về đâu ạ? Cái phân tích, thường tích 100 người thì có nói thế này, ông Phật có nói 100 ngàn người hiểu thiền tông, chỉ có được có 100 người tu thôi. Mà 100 người tu này là 5 người về Phật giới, 30 người đi làm cô hồn các đảng. Thấy không? 40 người phá cái thiền tông này vô để mà ăn cắp phá vậy. Là sao? Làm theo cái nghiệp mà ăn cắp ăn phá đó. Bởi vì tu thiền tông rất nguy hiểm ở chỗ này. Anh liệu được thì tu, không liệu được không đừng tu. Anh tu mà anh sai. Bởi vì cái nhân, thế giới nhân quả của cái thiền tông nó gấp 10 lần của thế giới nhân quả bình thường. Bây giờ ở cái thế giới nhân quả bình thường là xuống từng địa ngục thứ 18 là hết rồi, hết mức rồi. Nhưng mà thiền tông nó phải qua hầm 19, nó lọt ra cái hầm lửa lớn, phải gấp không? Không phải 10 lần đâu mà thí dụ trái đất này, ở mấy trái đất luôn chứ không phải một trái đất đâu. Con rất khủng khiếp vậy chứ không phải nhỏ đâu. Đó, bởi vì muốn tu thiền tông xét được tu thì tu cũng được thôi. Thành tu đầu thánh cho nên chắc ăn, làm thánh gì người ta. Hiển linh với người ta. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ, thưa bác có nói người nào muốn nối tiếp dòng thiền tông thì người này phải có đủ tâm, tài, lực. Xin bác giải thích chữ tâm, tài, lực cụ thể cho cháu hiểu. Thêm mong bác giải thích ạ. Chữ tâm là cái gì? Chữ tâm là cái tánh của mình đó. Mà tánh của mình muốn nối tiếp là gì? Phải kiến tánh. Phải kiến bằng cái tánh Phật của mình. Thấy bằng tánh Phật mình mới gọi là cái tâm. Đó. Còn cái tài. Tài là biện tài vô ngại, nói không cần suy nghĩ. Mà nên nhớ rằng cái biện tài vô ngại này không ăn cắp người ta. Thì kể gì, người kia giảng gì tôi không biết, tôi không ăn cắp. Mà tôi kiến tánh rồi, hỏi gì tôi nói này. Tài. Ai làm được cái này? Còn cái lực là sao? Đủ sức chi cho cái thiền tông này không? Không lấy ai đồng nào hết đó. Đủ không? Ai chửi ai nói gì kệ người ta. Không thành vấn đề đó. Tâm tài lực không phải đơn giản như những cái mà tâm tài lực mà nói trong quyền ký đâu. Mà trong giáo lý cái tâm tài lực nó rất nặng, rất mạnh. Muốn nói tiếp, kiến tánh đi. Kiến bằng tánh Phật đi. Tài. Biện tài vô ngại, ai hỏi cái gì biết cái nấy, ai nói cái gì biết cái nấy. Chứ không phải đi học từ chữ từ lời, không có cái chuyện đó đâu. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, pháp môn thiền tông đã được công bố ra. Vậy hiện tại có người nào đủ năng lực nối tiếp dòng thiền tông chưa ạ? Tới giờ phút này thì bác chưa thấy, chưa nghe ai nói hết. Chưa ai biết được cái vụ này. Nói thiệt là 10 điểm mà chưa tới 1 điểm, chứ đừng nói 2. Thì tôi chỉ làm sao có người đạt cái chuẩn này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ.
Dạ thưa bác, bạn cháu đang ở nước ngoài, bạn ấy hay mở đài Thiền Tông bằng tiếng Việt. Vậy người âm ở nước ngoài có hiểu được Thiền Tông tiếng Việt hay không ạ, thưa bác? Ở đâu người Việt nó cũng bây giờ nên nhớ một điều á. Cái mà cái người âm nó không có biên giới giống như mình. Người tứ đại mới biên giới người âm. Bất cứ ở đâu, ví dụ con ở Pháp đi. Mà còn cái người Việt ở Pháp nó nhiều lắm. Nó cũng có, hoặc là mấy nước xung quanh Anh, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan gì đó, thì nó tụ hội lên nó nghe. Người ta đi không phải như mình, đi trong một niệm là tới rồi, thấy không? Nước này nước kia đi theo trong vòng và đi theo tốc độ điện từ, thì nên nhớ rằng có lần con phải hiểu thử. Khi mà truyền thiền ở tại chùa Tân Diệu này nè, thấy không? Mà thấy trực tiếp vậy á, mà cái máy mình để mình bắt lại đây thì có điểm này 1, 2, 3, 4 mà tới 20 tiếng nó trở lại, có nghĩa là đi vòng tròn ra đất, nó bắn lên trên không gian, nó trở vô trong cái máy chủ, rồi máy chủ nó bắn ngược không gian trở về cho mình, có nghĩa là nó đi khoảng 40.000 cây số mà 20 giây thôi, 20 tiếng điếm thôi, một giây là một tiếng điếm. Thì đối với người ta, ví dụ cái người mà nước này nước kia sát, nó đi tới nó nghe dễ lắm, thấy không? Nhưng mà nên nhớ rằng nó ở đó là nó phải ở thôi, chứ còn nếu không qua được quyền nước khác, nó trên cái cõi huỳnh nó cũng có cái định cư của nó, nhưng mà nó được đi. Vì thế mà trên thế giới hiện giờ nó cái luật áp dụng này là châu Âu 27 nước, con mà vô bất cứ một nước nào thì con đi được quyền đi 27 nước, không biên giới. Bây giờ nó không có đâu, nó không có người kiểm soát. Vì bác đã đi rồi, bác biết vô một nước rồi 27 nước muốn đi đâu đi, mà duy nhất chỉ qua nước Anh thì phải mua visa 1 ngày 2 ngày đấy. Nước âm nó có, nhưng mà tại vì nó có cái quy định của nó riêng, thấy không? Còn các nước ở châu Âu nó không có, mà đặc biệt nước Anh. Còn Pháp mà qua Pháp thầy con mua cái visa 50 đô đi đồng vòng mấy ngày thì nó chỉ đặc biệt có nước Anh thôi. Vì thế mà bây giờ nước Anh á, không biết nghe nói là nó không nằm ở trong liên hiệp châu Âu không, mình không biết, nhưng mà điều đặc biệt đi từ Paris và bình London phải mua cái phiếu cái visa 50 đô, đó là vậy, đặc biệt vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, người ở nước ngoài khi chết đi thì đường về Phật giới có bị trở ngại gì không ạ? Khi mà đạt tiêu chuẩn ở thế giới này, ông Phật cũng nói là ông phổ biến này là phổ biến cho toàn cầu, chứ không phải phổ biến cho Việt Nam. Người nào đạt cái tiêu chuẩn này thì được về, có vậy thôi. Đúng cái tiêu chuẩn đó thì phải được về, còn không thì thôi. Nào, ở Việt Nam hoặc bất cứ ở đâu mà nếu sai thì không, hoàn toàn không về Phật giới được. Chứ không phải là phổ biến Việt Nam về, còn người Mỹ, người Tây, người Đức không về, không phải. Cho thế giới này, đạo Phật Thiền Tông là cho thế giới này, chứ không phải một quốc gia nào. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, con hỏi một câu cuối cùng nữa, mong bác giải thích giúp con ạ. Thưa bác, một người Mỹ học công thức giải thoát đã được dịch ra tiếng Mỹ, vậy khi người Mỹ này mất đi thì ông thần quản lý tánh Phật có hiểu tiếng Mỹ không thưa bác? Con đã nhớ là cái thần này nó gọi là cộng đồng ngữ. Mình ông thần á, là còn nói tiếng Mỹ ông cũng biết, mà nói tiếng Việt cũng biết, nói tiếng Trung Quốc ông cũng biết. Thần cái cõi vô hình rồi cộng đồng ngữ. Vì thế mà gọi là Thánh Chúa đi bất cứ đâu trên thế giới này, đến nước Pháp ta nói bằng tiếng Pháp, đến Trung Quốc người ta nói bằng tiếng Quốc, đến Việt Nam nói bằng tiếng Việt Nam. Người cổ hình gọi là cộng đồng ngữ. Vì thế mà Cộng sản cũng muốn làm theo cái này, thế giới đại đồng. Người Cộng sản cũng muốn thành lập cái thế giới đại đồng. Nhưng mà cái đó là nói này 150 năm rồi mình đang chưa thực hiện được. Thấy không? Thì dần dần người ta cũng sẽ thực hiện được cái này. Mà cái xu hướng đó, trái đất này là 5 châu 1 chợ, 4 biển 1 nhà. Là sao? Dù ở đâu thì cũng một ngôn ngữ thôi. Vì thế mà Cộng sản người ta mới hiểu được trước này thì người ta mới nói là cộng đồng ngữ.
thì mới nó phát ra là năm châu một chợ, bốn biển một nhà. Năm châu một chợ thì giờ còn nói tiếng nào ai không biết. Chỉ có mình là người tứ đại thì mới phân biệt được cái ngôn ngữ của từng quốc gia thôi. Chứ người cõi âm á, nó không có phân biệt cái này. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi của con đến đây đã hết ạ. Con chúc sức khỏe bác ạ. Con cảm ơn bác nhiều ạ. Rồi, cảm ơn con hỏi.